Vũ Lâm TV xin kính chào đến tất cả các quý anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng 7 giờ tối. Tối nay Vũ Lâm TV đi làm về cũng hơi trễ. Và chúng ta xin đang có mặt ở đây là khu cầu Nguyễn Tri Phương, khu La Cai ngày xưa. Bên đây có một cái công viên nhỏ nhỏ dọc theo con đường Võ Văn Kiệt. Ngay đây là cầu Nguyễn Tri Phương nè. Qua gầm cầu Nguyễn Tri Phương này chúng ta tới khu Đại Thế Giới. Bây giờ mình sẽ quẹo phải qua con đường Nguyễn Tri Phương ha. Mình sẽ đi một vòng đi về bằng con đường Ngô Gia Tự cũng như là Minh Mạng, rồi lòng vòng qua khu Bàn Cờ để chia sẻ anh chị và các bạn những hình ảnh phố xá, khu ăn uống Bàn Cờ về đêm thì nó như thế nào ha. Cũng lâu rồi không có quay lại khu Bàn Cờ. Hôm nay chúng ta có dịp đi ngang, sẵn đây chia sẻ anh chị và các bạn. Cũng sắp tới Noel rồi, người ta đi ở những con đường thì tôi cũng thấy người ta cũng trang trí những cái dây led, rồi những cái cây thông, rồi hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn. Năm nay có vẻ tình hình trang trí người ta cũng có chút đầu tư. Ngay đây là giao lộ Trần Hưng Đạo, bên phải có tiệm bánh bao Thọ Phát, rồi nhà hàng bao đêm sâm, rồi bao Z, rồi hot pot gì nè, quá trời luôn. Hệ thống sao lẩu, hình như lẩu dẹp rồi. Ngay đây là giao lộ Trần Phú. Ở bên trái có một cái rạp rất là xưa, rạp Hào Quê, ngày nay tên là rạp Nhân Dân. Giờ mình đi hẳn luôn ha. Xe cộ buổi chiều đông quá trời. Giờ này cũng là giờ kẹt xe. Như giờ này người ta làm cũng mới về đó. Thường thì kẹt xe kéo dài từ 5 giờ rưỡi cho tới cỡ 7 giờ hơn. Cái quán nhậu ở con đường Nguyễn Tri Phương này, ở cái đoạn này rất là đông nè. Quán Biển Dương lớn ghê. Thường người ta đi nhậu là giờ này thôi. Sau giờ này là coi như là hết rồi, đợt khách có một đợt lúc buổi chiều thôi. Nguyên cái dãy mặt tiền ở đây, ở phía dưới chung cư là người ta dẹp hết trơn ta. Quán cà phê Highland cũng đóng cửa luôn. Nguyên một cái dãy luôn, đóng trơn luôn. Mấy bữa đi ngang không để ý. Ở trên là các chung cư, căn hộ. Quán cà phê Highland mà cũng dẹp luôn là biết là vắng cỡ nào rồi đó. Ở thường quán Highland nào cũng đông hết trơn á. Ở đây chắc có lẽ nhiều công ty, nhiều văn phòng người ta nghỉ đó. Nên thật ra không đủ doanh số. Ngay đây là giao lộ An Dương Vương với lại Nguyễn Tri Phương. Mấy bữa bên kia đường có quán cháo, cháo huyết, cháo sò huyết. Bên cháo sò huyết này cũng đông lắm nha, buổi trưa mà lên TV ăn không được, tại vì nghe cái mùi của sò huyết á hơi không bàn đây nè. Đúng rồi, ngã tư này là Hồng Bàn nè. Rồi.
đường Hồng Vương và đường Hồng Bàng nối liền nhau ha. Đó, bạn này ở đường Hồng Bàng. Bên đây nhìn lại thấy Hồng Vương hết hồng, tưởng đâu là chỉ lộn người ta chứ. Đi tới xíu có trường Trần Khai Nguyên. Ở phía trước cổng trường thì có những gian hàng người ta bán sầu riêng rất là nhiều ha. Ở đây người ta bán gì mà người ta chào mời dữ vậy ta? À, bánh kẹo. Ồ, có quán bánh tầm thầy ba nữa hả? Thầy ba bán bánh tầm gì đâu quý vị, nay mới khai trương. Ồ, người ta xếp hàng cũng dữ à. À, bánh bía Hải Sơn. À, dọc dọc theo con đường Nguyễn Tri Phương này cũng có rất là nhiều các đặc sản ở các vùng miền. À, đây có quán cháo nè, cháo bao tử, cháo hào, cháo sò đẹp, cháo cá hồi, cháo ếch Singapore. Quán mở cửa từ 3 giờ chiều cho tới 23 giờ. 174 Nguyễn Tri Phương. Người ta ngồi ăn cũng đông á. Mà đi con đường Nguyễn Tri Phương thì đi ngang rất là nhiều hàng quán ăn uống. Bây giờ mình TV sẽ quẹo phải theo con đường Ngô Gia Tự cũng như là Minh Mạng. Chúng ta quẹo hướng này rồi mình ra ngã bảy Lê Thái Tổ, rồi sẽ đi lòng vòng ra bàn cờ Nguyễn Thiện Thân, chung cư Nguyễn Thiện Thân. Con đường này cũng được cấm cái bảng là phố nội thất, tại vì đây bán rất là nhiều những loại bàn ghế tủ giường từ cao cấp bình dân cho tới cao cấp, nhưng mà ở đây giờ này bán cũng rất là chậm, người ta trả mặt bằng cũng quá trời. Ngày nay có các sàn thương mại điện tử nên thành ra người ta cũng giảm bớt chi phí, người ta về nhà người ta bán ha. Nhiều khi trưng bày ở đây cũng chỉ là hình thức quảng cáo thôi, chứ bán chủ yếu là bán online á. Mấy cái ghế ngồi quầy cũng rất là đẹp nè. Tủ giá từ 800, 350, 950. Các loại bàn ghế. Đi đâu cũng thấy tình hình bán buôn cũng hơi điều hiu ha. Mà không biết người ta có bán online không, nhiều khi ngồi ở nhà hay là livestream bán gửi shipper mình cũng không biết được, tại giờ chủ yếu là bán qua mạng không à, cũng ít ai đi lựa lắm. Như anh Huy mua cũng lên mạng tìm cho nó trực quan ha, cho nó
dễ. Chứ nhiều khi đi ra cái địa điểm nào đó mà ở đó không có, chạy lòng vòng nó mất thời gian. Nó lên mạng xem rồi cái tham khảo rồi đặt luôn. Chứ đi vòng vòng lựa thì cũng hơi mệt, nhất là thời buổi kẹt xe bây giờ. Có mấy bữa lên TV cũng có tham quan review cái khách sạn Lâm ở trên con đường Nguyễn Thiện Thuật. Ở đó thì ở khu đó thì lên TV thấy khách sạn đó cũng được một nơi tham khảo để anh chị và các bạn có dịp đến ha. Cái dịp đến Sài Gòn thì cũng có cái để tham khảo. Tại đây là ngã 7 nè. Ở khu vực này thì gần với mấy khu ăn uống lận, đặc biệt là khu ăn uống Hồ Thị Kỷ. Ở trong đó rất là nhiều món. Đây nha, ngã 7 đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi Lý Thái Tổ, rồi quẹo trái cái hẻm thông qua cái rồi đi hẻm đó hơi tối, rồi đi theo con đường Điện Biên Phủ đi, cũng như là Phan Thanh Giảng. Đây là Lý Thái Tổ nè. Ở cái giao lộ này xe cộ, ở cái bùng binh này xe cộ đông lắm. Buổi chiều chạy xe ở đây là mệt mỏi luôn. Đây quẹo Phan Thanh Giảng đi ngang qua ngôi trường Phan Xào Nam, rồi đi lòng vòng vô Nguyễn Thiện Thuật, bàn cờ, những con đường khu chợ bàn cờ. Khu này có vườn Bà Lớn ngày xưa. Đi vô cái hẻm 611. Ở đây thì Lâm TV cũng không có biết nhiều về những thông tin ngày xưa. Theo những tư liệu cũng như những sự chia sẻ của chú anh chị thì Lâm TV cũng biết sơ sơ, chứ không hình dung được. Nhà này nhà cửa san sát, sát vách, không còn một khoảng đất trống nào. Cũng rất là khó hình dung được đâu là khu vườn. Mỗi ngày đi làm về thì với Lâm TV đi một con đường mới lạ chia sẻ với chú anh chị ha. Xung quanh ở khu vực gần với chỗ làm, quận 3, quận 5, quận 7, quận 4, quận nhất. Đây là con đường Nguyễn Thiện Thuật, khu quận 3. Nơi đây phải là đi ra Nguyễn Thị Minh Khai. Ta sẽ quẹo bên tay trái những cái con hẻm được gọi là khu phố ăn uống. Bên này có quán nhậu Ghiền nè. Rồi tới quán Dê Tân Cảng. Mấy bữa bên Lâm TV cũng có dịp vô quán Dê Tân Cảng này nè. Quán này cũng ngon. Quán đông quá trời ha. Đi tới xíu là có khách sạn Lâm phía bên phải kìa. Khu này buổi sáng là chợ bàn cờ, nằm trong cái khu xóm hẻm rất là nhiều những hẻm đang xen vào nhau như một cái bàn cờ vậy đó. Rồi phải là vô chung cư Nguyễn Thiện Thuật, rồi trái là vô phố ăn uống bàn cờ. Đầu hẻm thì có quán chè Sâm Bổ Lượng, rồi kế đến là Trống Lỏng, rồi tiệm tạp hóa, rồi bán trái cây, bán gạo, bán cá khô, muối đường đậu. Rồi sau người ta đặt ở đây là phố ẩm thực kia ta, có 2-3 quán thì cũng bình thường thôi.
chứ ở đây thì cũng không có đông đúc như là Hồ Thị Kỷ được, trừ khi ở đây được bày bán hàng loạt, đông thì là đông. Nó nhìn tới Quỳnh Lôi có một quán ốc, quán ốc với lại đầu đường có quán bò nướng ngói. Bò nướng ngói nghĩa là cái tấm ngói đặt trên cái bếp than, rồi người ta để bò lên nướng, thay vì nướng trên chảo thì nướng trên cái tấm tấm ngói. À, đây là con đường bàn cờ hướng ra Nguyễn Đình Chiểu. Những cái hẻm này thông ra Cao Thắng nè, rồi ta quẹo qua cái hẻm hẻm này thử. À, chợ bàn cờ buổi sáng thì rất là đông, buổi tối thì ngược lại. Chúng ta thấy phố đêm bàn cờ hầu như khu chợ ngoài đêm không có ồn ào náo nhiệt như buổi sáng được. Nhưng mà khu này thì làm cái phố ăn uống thì của tôi thấy nó có tập trung. Ở bên kia là cái hẻm 213 đi vô khu chung cư nè. Chạy qua chạy lại, chạy vòng qua vòng lại hai con đường bàn cờ Nguyễn Thiện Thuật thôi là cũng hiểu hiểu được cái khu ăn uống bàn cờ nó ra sao rồi đó. Và làm tôi tiếp tục men theo cái lề đường này, mình sẽ quẹo trái cái hẻm nữa. Chị thấy vỉa hè ở Sài Gòn nè, vỉa hè nào cũng vậy, hầu như là rất là khó để đi dạo đi bộ. Mới được cán lại sạch sẽ ha. Là đường bàn cờ lại rồi, rồi chắc đi về luôn á, là vòng ở khu ăn uống bàn cờ thấy nó điều hiu quá. Tới cái khúc này bán rất là nhiều trứng lộn, ngồi rất là đông luôn á.
Ở đây em tàu quẹo ra hẻm 53 Cao Thắng nha. Ngoài trước có một cái có một cái xe trứng lộn ngay góc đường Nguyễn Đình Chiểu với lại bàn cờ. Sau thời gian bán ngoài đường giờ người ta vô nhà luôn rồi. Người ta thuê cái mặt tiền rất là lớn để bán trứng lộn. Bán giá rất là rẻ ha. Một ngày bán chắc cỡ 1000 trứng. Một người ăn 2-3 trứng thôi, mấy trăm người. Đi ra thì đường Cao Thắng rồi thôi, cô Lâm Tuấn Liên quẹo phải đi về luôn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả của chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân đây cô Lâm Tuấn Liên xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.